chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh xốp ngựa vằn, công thức của Đức, chứ không phải bánh bông lan ngựa vằn nha các bạn. Cách làm đơn giản, dễ thành công, bánh ra thành phẩm mềm xốp và cực kỳ thơm ngon. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Mình dùng khuôn đế rời, đường kính 26cm và chỉ cần lót giấy nến vào đáy khuôn mà không cần chống dính thành khuôn. 5 trứng gà, trong đó 4 trứng mình sẽ tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Còn 1 trứng mình không tách mà cho hết vào âu lòng đỏ. Các bạn lưu ý, âu đựng lòng trắng phải thật khô ráo và không dính dầu mỡ thì lòng trắng mới đánh bông được nha các bạn. Trong âu lòng đỏ, mình cho đường vani, hơn một nửa lượng đường và một nửa lượng nước vào, sau đó đánh bông trong khoảng 3 đến 5 phút. Sau khoảng 3 đến 5 phút thì hỗn hợp lòng đỏ sẽ bông mịn như thế này. Và mình bật máy ở tốc độ thấp nhất, cho dầu ăn vào từ từ cho đến hết. Sau đó cũng đổ nốt lượng nước từ từ vào cho đến hết. Các bạn lưu ý là bột nổi luôn luôn phải dây mịn. Rồi trộn đều với bột thì bột nổi mới phát huy được hết tác dụng của nó nha. Mình múc từng thìa bột vào âu hỗn hợp lòng đỏ, ngoáy đều bằng tay cho đến hết. Sau đó sẽ đánh bằng máy cho mịn trong khoảng 1 phút là được. Sau khi đánh xong hỗn hợp lòng đỏ thì mình sẽ xẻ một nửa hỗn hợp này sang một âu khác, xong mình sẽ đi đánh bông lòng trắng trứng. Bây giờ mình sẽ đánh bông lòng trắng. Các bạn lưu ý là que đánh lòng trắng phải thật khô và không dính tạp chất nào nha. Mình để máy ở tốc độ thấp nhất. Mình đánh đến khi nổi bọt khí lớn thì cho muối và nước cốt chanh vào, vẫn đánh ở tốc độ thấp. Đến khi lòng trắng nổi bọt nhỏ như thế này thì cho từ từ nốt lượng đường còn lại cho đến hết. Sau đó mình tăng tốc độ lên nhanh vừa, đánh tiếp trong khoảng 1 phút. Và mình sẽ tăng tốc độ lên cao nhất, đánh cho đến khi lòng trắng bông mịn nhưng mà bóng dẻo chứ không bông cứng. Mình nhấc thử que đánh lòng trắng lên thì cái chóp lòng trắng nó bông nhưng mà vẫn phải ngoặt xuống như thế này, chứ không bông cứng thành một chóp nhọn hoắt nha các bạn. Sau khi lòng trắng đánh xong thì phải đạt độ bám vào âu, dốc ngược lên mà không đổ như thế này. Trong hai âu hỗn hợp lòng đỏ này, một âu mình sẽ cho nửa ống hương bơ vani, còn âu kia mình cho nửa ống hương rượu rum. Sau đó mình sẽ chia vào mỗi âu một nửa số lòng trắng đã đánh bông. Và trong âu mà có hương rượu rum ấy, mình sẽ dây 2 thìa canh bột cacao, loại bột cacao mà dùng cho nướng bánh chứ không phải cacao để pha sữa uống nha các bạn. Và mình cho thêm 1 thìa canh sữa tươi vào âu này và trộn đều lên theo cách múc từ dưới lên trên như thế này. Âu này mình cũng trộn y như vậy. Mình bật lò cho nóng trước ở chế độ 2 lửa trên dưới và 160 độ C. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ bột vào khuôn. Thì mình cần có 2 cái muôi nhỏ cỡ bằng nhau, mỗi muôi dùng cho 1 âu bột. Mình cứ múc luân phiên như thế này cho đến hết cả 2 âu bột nha các bạn. Sau đó đập nhẹ khuôn xuống cho vỡ bớt bọt khí và cũng có thể chọc bớt những bọt khí nổi trên mặt bánh để cho mặt bánh được mịn màng. Sau đó sẽ tạo hình tùy thích. Có thể kéo hết từ trong ra ngoài sẽ tạo thành một hình khác, hoặc kéo hết từ ngoài vào trong cũng sẽ tạo thành một hình khác, hay kéo như mình hôm nay
Chia làm 8, kéo từ trong ra ngoài và sau đó kéo từ ngoài vào trong sẽ tạo thành hình hoa như thế này. Rồi mình mang đi nướng ngay. Trước khi lấy bánh ra, mình sẽ thử xem bánh chín chưa bằng cách dùng một que tre xiên xuống. Khi lấy que tre ra thấy khô và không bị dính thì là bánh đã chín. Mình sẽ để bánh lên một cái khay lưới bằng inox khoảng 15 phút cho bánh nguội. Sau đó mình sẽ dọc quanh thành bánh, lấy cái thành khuôn bánh ra và mình sẽ cầm lấy cái giấy nến ở phía dưới như thế này, kéo cả cái bánh lên cái khay lưới này để cho thật nguội. Loại bánh xốp ngựa vằn này vừa thơm, ngon lại đẹp mắt nữa. Duy chỉ có một hạn chế mà mình không khắc phục được, đó là luôn bị nứt một chút mặt ở giữa. Bạn nào mà khắc phục được cái hạn chế này thì xin chia sẻ cho mình với nhé. Mình chúc các bạn làm bánh thành công và nhớ comment để khích lệ mình nha. Và xin các bạn cũng nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình để mình có thêm động lực chia sẻ những video tiếp theo. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại.